Trong những ngày này, tại các gói thầu dựng cột kéo dây của dự án đường dây 500 kV mạch 3, các nhà thầu đã huy động thêm 800 công nhân có tay nghề từ các công ty truyền tải điện trên cả 3 miền để đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa dự án về đích theo đúng cam kết. Vị trí móng cột số 135 thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3, đoạn Quỳnh Lưu - Thanh Hóa. Nhờ sự tham gia thi công trực tiếp của 35 kỹ sư, công nhân lành nghề được tăng cường từ khu vực miền Trung, thời gian thi công dự án được rút ngắn chỉ còn 2/3 so với kế hoạch. Công ty truyền tải điện 2 tăng cường khoảng cỡ 120 gồm kỹ sư và những công nhân lành nghề, thành lập 5 tổ thi công dựng cột kéo dây, hỗ trợ đơn vị thi công để hoàn thành các đoạn tuyến đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa. Với chiều dài 519 km, dự án đường dây 500 kV mạch 3 bao gồm 1.177 vị trí móng cột. Đến nay đã được các địa phương hoàn thành bàn giao 100% cho chủ đầu tư và các đơn vị thi công. Tuy nhiên thực tế cho thấy hiện mới chỉ hoàn thành lắp dựng được gần 53% số cột. Theo kế hoạch, chỉ còn hơn 30 ngày nữa là phải hoàn thành dự án, nên việc tăng cường nhân lực hỗ trợ thi công sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ gói thầu. Nhận thức được cái tầm quan trọng của cái dự án này, khi mà được nhận được lệnh là chúng tôi lên đường luôn. Chúng tôi cảm thấy là rất là vinh dự mà mình được góp phần, đơn vị được góp phần nhỏ bé vào hoàn thành cái dự án. Và phải huy động là 800 lực lượng công nhân ở các cái công ty truyền tải nội bộ chúng tôi. Ngoài ra thì chúng tôi còn huy động lực lượng của các công ty điện lực và cả của công ty Viettel, của VNPT, của điện lực dầu khí. Và hiện nay là chúng tôi tổ chức và thực hiện là thi công 3K4 kiếp làm xuyên đêm để kịp cái tiến độ là dừng trụ trước 31 tháng 5 và trước 20 tháng 6 thì chúng tôi phải tổ chức kéo dây xong theo chỉ đạo của Thủ tướng. Với phương châm dựng cột xong đến đâu sẽ kéo dây đến đó, đại diện chủ đầu tư dự án cho biết tuyến truyền tải 500 kV mạch 3 sau khi hoàn thành sẽ tăng thêm trên 20 tỷ kWh điện thương phẩm mỗi năm cho miền Bắc, đáp ứng nhu cầu điện phát triển kinh tế xã hội.